Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về bơm nước ngưng của FCU của hệ thống điều hòa VDV. Đầu tiên chúng ta phải tiến hành tháo vỏ máy và màng hướng nước ngưng. Sau đó chúng ta kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm. Để kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm thì chúng ta phải kiểm tra cảm biến mức nước. Khi chúng ta nâng cảm biến mức nước lên và chúng ta kiểm tra bơm xem bơm có hoạt động hay không. Như đây là bơm của tôi đang hoạt động bình thường. Bơm của tôi có model là 220DB-029. Sử dụng điện áp là 220-240V, có tần số là 50/60 Hz. Có công suất là 2500-2800 mm. Và đây là cảm biến mức nước của bơm khi phao bơm. Khi nước ở trong màng hướng nước ngưng dâng lên thì phao bơm sẽ từ từ dâng lên đến một ngưỡng nào đấy thì sẽ đóng tiếp điểm và kích hoạt hệ thống bơm nước ngưng chạy. Khi phao bơm hạ xuống một ngưỡng của nhà sản xuất quy định thì bơm sẽ tự động ngắt đi. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về bơm nước ngưng của FCU trong hệ thống điều hòa không khí. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn.